VTA xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong chương trình này tôi xin tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn một yếu tố để có được đàn ông khỏe, ông tốt, để cho đàn ông kiếm được nhiều mật trong những vụ thu hoạch mật. Vấn đề làm thế nào có được một đàn ông tốt, việc đầu tiên là của chúng ta là phải chọn được đàn ông giống. Đàn ông giống này là phải trước khi tạo chúa chia đàn là chúng ta đã phải có sự sàng lọc từ khi tạo chúa và khi chúa đi sinh sản, thì bản thân con chúa đó là phải là được sinh ra từ một sự lựa chọn từ ấu trùng chúa. Và một yếu tố quan trọng nữa là đàn con ong chúa đó phải được giao phối với một đàn ong bố, tức là ong đực, cũng phải qua sự lựa chọn. Vâng, thế cách lựa chọn đàn ong chúa thì tôi cũng đã sơ qua và đã chia sẻ cho quý vị các bạn ở những video trước, trong những video mà tạo chúa chia đàn thì tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin được sơ lược qua những cái vấn đề của trước khi tạo chúa chia đàn, và cũng nói qua về vấn đề về chọn đàn ong bố, đàn ong đực. Vậy thì như chúng ta đã biết thì khi chọn đàn ong chúa để di trùng, lấy trùng để di để làm thành ông chúa, thì trước tiên là chúng ta đã phải chọn đàn ong đó là đàn ong khỏe mạnh, luôn sạch bệnh tật và đàn ong duy trì đông quân. Đàn ong chúa là để đàn gọi là đàn ong mẹ đấy, là để duy trì vấn đề về thế đàn, quyết định đàn đó có sự chống chịu bệnh tật cao hay thấp. Còn đàn ong bố là đàn ong đực, nó có sự quyết định về sản lượng mật trong năm, trong các vụ mật trong trong năm. Bởi vậy nên khi chúng ta tuân thủ được hai vấn đề này kết hợp tốt thì chúng ta sẽ có một đàn ong như ý. Đàn ong bố là đàn ong, ngoài vấn đề đàn ong đó là đàn ong khỏe mạnh thì mọi yếu tố quan trọng là đàn ong luôn cho sản lượng mật cao hơn so với những đàn ong khác cùng trong một trại ong, và cái duy trì cái sản lượng mật đó ở tất cả các mùa vụ mật ở trong năm. Như vậy chúng ta sẽ chọn chọn cái đàn ong đó làm đàn ong bố để chọn ra một số những con ong đực để giao phối với ong chúa khi ong chúa lở ra. Như vậy chúng ta sẽ có thể cho ra một số đàn ong theo như mong muốn. Kỹ thuật này sẽ cho các bạn đạt đến 80% là được giống ong tốt, ngoại trừ một số trường hợp ong chúa có khả năng giao phối với một số ong đực ở bên ngoài, tức là ở trại khác hoặc là trong thiên nhiên. Vậy làm thế nào thì để đàn ong mà chúng ta chọn là đàn ong đó sẽ có ong đực để giao phối với ong chúa? Đây cũng là một kỹ thuật rất quan trọng trong kỹ thuật tạo chúa chia đàn. Vậy làm thế nào thì để đàn ong mà chúng ta chọn là đàn ong đó sẽ có ong đực để giao phối với ong chúa? Đây cũng là một kỹ thuật rất quan trọng trong kỹ thuật tạo chúa chia đàn. Yếu tố để đàn ong đó xây lỗ ong đực và ong chúa đẻ vào lỗ ong đực đó để tạo ra ong đực giao phối với ong chúa mình tự tạo, thì chúng ta sẽ thực hiện những cách sau đây. Trước khi cho ong xây cổ ong đực thì chúng ta cũng cho ong ăn thật lo, cho trước khi đó là cho ăn thuốc
bổ sung vitamin nhóm B, và cũng cho ăn bổ phòng bệnh 1 đến 2 lần, chia làm 2 lần vào buổi tối. Thì khi đàn ong ăn no cộng với thế đàn ong khỏe mạnh thì chúng ta sẽ tạo cho đàn ong đó có xu hướng xây cầu mới. Và để xây được cầu ong đực thì chúng ta không cần nhất thiết gì phải cho chân tầng vào, bởi vì khi chúng ta cho chân tầng mới vào thì là trong đó nó có cái lống sẵn, thì chúng ta sẽ không được cái cầu ong đực như ý muốn, mà chúng ta có thể dùng một cái xà cầu không để không gắn chân tầng vào, đặt vào trong đàn ong mà chúng ta muốn nó xây cầu ong đực như đã chọn trước. Thì đàn ong này khi không có chân tầng gắn ở trong cầu ong thì đàn ong này sẽ xây tự do, và với thế đàn mạnh ong mạnh như vậy thì ong sẽ xây lỗ ong ong đực. Vậy lỗ ong đực thì thường thường là sẽ to hơn lỗ ong thợ, bởi vậy khi ong chúa sinh sản vào đó, đẻ trứng vào đó thì trứng không được thụ tinh, thì ong ấu trùng này nở ra là sẽ trở thành ong đực. Vâng, cái tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn là trứng được thụ tinh thì sẽ nở ra ong cái, và đó là ong thợ. Còn lại trứng không được thụ tinh thì cái trứng đó sẽ nở ra ong đực. Ong đực là với cùng với ong chúa, là cũng xin chia sẻ cho quý vị và các bạn là hai con ong này là không thể tự ăn và đều phải do ong thợ cho ăn hàng ngày, chăm sóc hàng ngày. Bởi vậy, nếu không phải mùa rau vối thì chúng ta hãy nên cắt bỏ những mú ong đực làm trên xà cầu của chúng ta đi, để tránh làm hao tổn những mật ong với phấn hoa ở trong đàn ong, tiêu thụ nhiều năng lượng mà không giải quyết vấn đề gì, trong khi đó lại mất thêm cả ong thợ để chăm sóc cho đàn ong đực đó. Bởi vậy, chúng ta chỉ duy trì ong đực khi trong mùa giao phối, còn ngoài ra hết mùa giao phối chúng ta phải xử lý, cắt bỏ ong đực đi. Đây là một việc làm thường xuyên trong ngành nuôi ong và người nuôi ong nào cũng phải thực hiện. Chúng ta có thể cho ong phòng bệnh bằng một loại kháng sinh nào đó. Như bản thân tôi thì tôi có thể hay dùng calamicin hoặc là leoteson để cho ong ăn phòng bệnh. Vâng, đó là cách để chọn đàn ong bố, đàn ong mẹ để cho ra đời được những đàn ong có giống tốt để phát triển trong ngành nuôi ong. Vâng, chắc đến đây thì các bạn cũng đã nắm cũng tương đối là rõ. Thế có bạn cũng hỏi tôi là làm thế nào để biết được ong đực trong đàn mình do mình chọn mà lại giao phối với ong chúa do mình tạo ra. Vâng, cái này thì nó cũng đòi hỏi là chúng ta cũng phải để ý một chút trong cái vấn đề về 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 tuổi tác của ong đực và ong chúa, thì từ đó chúng ta mới có thể vận dụng được và kết hợp được. Khi ong chúa của mình nở ra đi giao phối thì giao phối đúng với đàn ong đực mà chúng ta đã chọn. Thì tuổi đời của ong thợ như video trước thì tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn, tuy nó tôi nói có thể là bị nhầm, nhưng sau khi tôi đã comment bên dưới về cái thời gian của ong thợ thì hôm nay tôi cũng sẽ nói lại luôn về về tuổi đời của ong thợ, vì để cho các bạn nắm được.
Tuổi đời của ông thợ là ấu trùng, khi trứng được nuôi trong lỗ bánh tổ thì thường là 18 đến 20 ngày thì là ông thợ sẽ nở ra. Và đối với ông đực là 25 ngày, là kể từ ngày ấu trùng là ông đực trưởng thành sẽ lở. Và đối với ông chúa là 12 đến 13 ngày, là tùy theo do các bạn là có thể là di ấu trùng to hay ấu trùng bé. Nếu ấu trùng 1 ngày tuổi thì thường thường là từ 13 đến 14 ngày tuổi thì con ong chúa đó mới lở ra. Còn các bạn mà di mà 2 3 ngày tuổi thì cái tuổi của con ong chúa này sẽ lở sớm hơn do mình di ấu trùng lớn. Căn cứ vào cái thời gian lở của ong đực và ong chúa lở thì ta sẽ tính ngày để di chúa và tính ngày để đàn ong bố nuôi ong đực. Ví dụ ong đực sau khi lở là từ 10 đến 20 ngày là thời điểm sung sức để cho ong đực này ra phối có chất lượng rất là tốt. Thì trước khi di trùng tạo chúa 20 đến 25 ngày, ta sẽ để đàn ong bố đó do mình chọn trước đó là nuôi ong đực. Sau khi 25 ngày sau thì chúng ta sẽ bắt 20 đến 25 ngày sau thì chúng ta bắt đầu sẽ tiến hành di chúa. Thì khi ong chúa lở 3 đến 5 ngày thì ong chúa sẽ giao phối. Thì căn cứ theo cái thời gian mà ong được lở ra 10 đến 20 ngày và con ong chúa khi chúng ta làm chúa thì khi lở ra từ 3 đến 5 ngày là sẽ trùng vào khớp vào cái thời gian mà ong được sung sức nhất. Thì sẽ ong chúa của ta sẽ giao phối đúng độ tuổi của con ong đực. Ngoài ra khi ong chúa đi giao phối thì tỏa ra một loại mùi hương rất là gọi là mạnh, ta gọi là mùi chúa. Thì khi chất chúa này tỏa ra thì sẽ kích thích khiến ong đực bay theo và giao phối. Cũng có thể là ong chúa sẽ giao phối với một số những cái đàn ong khác ở trại khác gần đó. Tuy nhiên là khi ong chúa bay ra thì đàn ong ở gần nhất thì sẽ nhận được mùi hương của ong chúa sớm nhất và sẽ kích thích ong đực sẽ đi theo. Còn đàn ong xa hơn thì sẽ cảm nhận được muộn hơn thì sẽ cái tỷ lệ giao phối là sẽ chậm hơn ong mà trong đàn mà do mình chọn. Bởi vậy nên tôi cũng khẳng định cho quý vị các bạn là không phải là 100% là ong đực mình chọn ra sẽ giao phối được với ong chúa do mình tạo, mà tỷ lệ đạt là khoảng 80% là chính do ong đực của mình tạo ra. Ngoài ra thì có một số những chuyên gia ngành ong, những người người ta chuyên sản nghiên cứu về ong thì cũng có đưa ra một số những cái phương án. Ví dụ như chúng ta chuyển cái đàn ong đực đó với đàn ong mình thay chúa hoặc là tạo chúa mới đến một vùng mà chúng ta sẽ khảo sát là sẽ không có những cái đàn ong, những cái trại ong khác ở gần đó, chỉ có riêng trại ong của chúng ta thôi, thì tỷ lệ giao phối sẽ đạt tương đối là cao đối với chính thức cái đàn ong do chính mình lựa chọn và tạo ra. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là toàn bộ nội dung
Làm thế nào để có được một đàn ong giống tốt mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn. Với mong muốn là đem lại một chút kinh nghiệm mà tôi đã có được chia sẻ cho quý vị và các bạn, những người muốn nuôi ong và mới nuôi ong, để nắm bắt kịp thời một số kỹ thuật phục vụ trong quá trình nuôi ong của quý vị và các bạn. Mọi thắc mắc mong các bạn hãy comment bên dưới video, tôi sẽ sắp xếp thời gian để trả lời cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy nhấn đăng ký và nhấn chuông để tiện theo dõi ở các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.